Hiện tiên xin chào quý bà cô chú buổi trưa ở mộ của chú Vũ Linh, cô chú anh chị ơi. Con chào cô. Con chào cô. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Ừ. Không biết anh Ngọc anh đi đâu không? Mới bất ngờ đó mà chị mới thấy. Vậy hả? Qua quá trời qua nè. Dạ. Dạ. Để nhà mình chút cho thật đó. Dạ. Hai bà chắc lần đầu tiên đến đây ha bà ha. Thương quá. Dạ. Con chào hai bà. Cảm ơn. Ghé ở nhà dưới á. Nhà chị không lo hả bà? Điểm, dạ. Dạ bà ghé nhà xong bà mới lên đây hả bà? Ghé nhà mà. Nãy tôi kêu lấy mấy cái đó là vô cúng rồi khỏi mua trái cây mà đi mua trái cây đi mua cúng ba cái đồ. Lấy gì? Đồ lon bán đó mình mua đó. Vậy là nãy bà có ủng hộ với chị Hồng Loan chứ? Dạ. 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 Ngoài xe bỏ ngoài xe hết rồi. Dạ. Với nhà rồi mới lên đây. Dụ nè bà, dụ kia cho mát bà. Rồi mình ở đâu đến bà ha? Ở Đồng Nai, Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Con cũng ở Đồng Nai lên nè. Ôi dạ. Nhà nào cũng lên đó rồi gì vậy? Dạ. Sáng con lên chiều về. Thao thổi đi che đi em chào chị. Em chào chị ở ngoài đây nó thanh long nó được tươi dạ. Có lòng bà được rồi bà, cậu không có đòi nổi đâu. Không Vũ Linh kỹ. Bà là người là trong khoan đó, ủng hộ Vũ Linh 40-50 năm rồi. Dạ. Biết từ 40 năm vô nổi tiếng luôn mà. Nên mà biết cái 40-50 năm mà hả bà? Đúng. Phải nói là coi những cái tuồng của Vũ Linh là nhỏ lớn hả? 40-50 năm rồi. Dạ. Trời, hoa lên quá đẹp luôn. Nè, cô cầm đi. Chú cầm lấy. Được cái nón rồi. Ủa? Trời ơi, mày tưởng ai nữa. Thằng giá vô nhìn nó ra. Tự nhiên, ủa, cái vú ai, cái vú. Vú đúng ngang chứ. Giờ cầm ra cầm đi, để cô lại đúng ngang chứ. Để con cầm, con che cho. Đúng ngang đi, rồi dần dần chai cũng được. Bà ba cây. Vú lấy cho con cây. À, ba cây đó. Vậy là mình ghé nhà của chị Hồng Loan này ha. Cô chị con đang đốt cái nhà. Ồ dạ ha, để ngay kia đốt đi, mình đốt nhiều quá. Sao? Kia kìa, chị con đang đốt. Dạ chị đốt dần cho hai bà. Hai bà lên đây vui không hai bà? Trời ơi vui sống vui. Quá trăm mong xuống nhà chị Hồng Loan rồi lên lên mộ. Chị cô mấy bà. Đi hai bà ghé xuống Hồng Loan rồi xuống nhà đó rồi mới mới quẹo. Hai bà ủng hộ đồ ăn giặt cho chị đó. Rồi. Lên mộ. Ủng hộ đồ ăn giặt. Nè. Đưa cho anh dĩa mấy cây. Người ba cây, người ba cây. Chia ra người ba cây. Ba. Đó. Ba. Cây nữa đúng rồi. Một cây nữa nè. Đó. Rồi. Hai bà cũng nghe chung. Rồi đem cầm dù cho chị. Rồi ok. Chú Vũ lên. Tôi cũng nghèo lắm đó nha. Có họ chứ tôi không già là không có bằng ăn gì cũng hả gặp hên đi. Ai đi lên cúng Vũ Linh về cũng giàu hết trơn á. Tôi đi cúng về tôi giàu không? Không biết mặn gì á. Không biết mặn gì trơn á. 80 tuổi không biết mặn gì. Tôi cắm bao hè dịu. Dạ cắm nó luôn. Cắm đâu? Cắm chỗ ba cây luôn. Cậu cũng nói thôi về khỏi giàu đi, về mạnh khỏe có sức khỏe là được hả cô? Đúng rồi đó, bà kháng vậy do bà có giàu giàu sức khỏe.
Vô tháng chưa? Dạ gió chưa. Cắm cũng được nhai nữa thiệt con. Không đi. Sao đâu cô. Ừ. Dạ. Nông tánh Vũ Linh khó lắm. À, tại bà nói chú kỹ tính lắm. Ừ, kỹ tính lắm. Dạ. Ông làm bộ không khó chứ ông đơn giản lắm. Kỹ tính. Mình đi vòng vòng đâu. Dạ. Đi đi chị. Đi chạy đi chị. Chị còn dù á chị, đem lấy dù cho chị nha. Nó ra xe rồi, nó không có ra đi. Nó sợ nắng còn hơn gì nữa, thôi để nó ra xe đi. Dạ. Chị sợ nắng em có dù nhiều mà. Thằng chơi mạng đồng nó nói Úc Diệu khổ rồi. Sợ nắng Úc Diệu khổ rồi. Đó, hai bà bây giờ là đi xung quanh cô chú anh chị ha. Vì vậy là biết tình cảm của khán giả như thế nào đó với chú Vũ Linh như là gia đình rồi. Đúng không? Cô là cô fan của chú Vũ Linh là 40-50 năm rồi đó. Ừ, fan gì mà 40-50 năm chứ chị? Nên bởi vậy cô mới nói chú rất là kỹ tính. Hả? Ủa, vậy hay lên nào? 50 năm mà hả bà? Phan 40-50 năm rồi đó. Là cậu hát ở đâu, cậu làm gì? Dạ, là bà biết con gái của con nãy đó là năm mai Vũ Linh nó xuống xuống. Dạ. Một ngày đưa đi, nó cũng đưa đi, nó luôn lên tới đây. Dạ. Mà lên đây mấy lần nữa. Dạ. Thế là chắc bà cũng có coi chú Vũ Linh hát ở phía ở ngoài rồi hả bà ha? Trời, coi hà rầm hà rỉ. Hà rầm luôn. Dạ, thấy mặt cậu thương lắm hả bà? Ừ, thấy quá. Chứ có nhiều người. Mà đương thời thì quá đẹp trai. Dạ. Dạ. Nhưng mà điều tiếc cứ tức, giờ cứ tức là không có lợi trò chuyện vậy đó. Coi dạ. Thôi về chứ không có mà lợi như người ta. Ta dạng dĩ, mình thì cứ coi về thôi. Dạ. 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 Hả? Cô Thanh Kim Huệ kế cái nhà. Dạ, cô Thanh Kim Huệ rồi bên đó đó cũng bà. Dạ, chú Thanh Sang bên ngay chỗ hai cây dừa á bà. Rồi chú Giang Châu rồi nữa. Đúng rồi. Mấy cháu quay á, cô dạ. Thấy. Dạ. Dạ. Tú mới đây á bà. Mới chết đó. À, 22 nay 24. Nè, Vũ Linh với Thanh Vũ Huệ nằm sát nhau nè. Nè, hồi xa nè. Ờ, ở đám cưới của con Thảo mà tôi có kêu là cao đó. Nè, Thanh Vũ Huệ nằm sát rồi nè. Ừ, trưa nắng là cô chú và cô với chị đến viếng mộ chú Vũ Linh. Hồi nãy ghé nhà rồi mới lên đây á. Nãy bà có nói. Bữa nay dưới đó đông không anh? Không biết cho chị Hồng Loan. Rồi trong bà mới đi lên đây. Chứ không thôi nếu mà ghé đây sớm là nó mát rồi. Dạ. Ghé nhà. Ôi, có cái này nữa nè. Chút mình phải đốt nha. Ha. Của bà luôn phải không chị? Bà mua với tiền bạc cho chú nè. Chút đốt hay là tiền bạc đốt nè. Này phải sắp ra. Em chuyển lấy cái này ra thôi. À, cái sự tích này nè. Không có. Sự tích là con gà. Là con gà này là con gà mở cửa mã. À, chị qua mới đưa cái hộp cơm này là cho Niêu ra quẩy ăn. Đó. Rồi anh yêu không biết, tưởng đâu là con gà này thì mình mua hay gì thôi. Ai ngờ mấy mèo nói con gà này, gà mở cửa mã. Anh yêu thấy ảnh thấy tội hay sao anh không ăn. Xong rồi anh kêu anh em ai ăn thì lấy ăn. Ai sáng ai cũng ăn hết rồi. Nên giờ còn nằm đó. Ừ. Đó là sự tích vậy đó. Sự tích con gà. Con gà mở cửa mã. Cho nó đúng sự thật đúng không tên? Nó gọi hai chị em đồng nai nè. Rồi tới đây cái video của Hiền Tiên buổi trưa ủng hộ chú Vũ Linh kết thúc. Cô chú anh chị ơi, chúc cô chú anh chị có buổi trưa tốt lành nha. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like.
để ủng hộ kênh của Hiền Tiên nha.